công ty cổ phần sản xuất và thương mại NID, được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2002. Trụ sở chính 81 Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng đại diện công ty tại tỉnh Bến Tre, địa chỉ 129F2 Nguyễn Thị Định, khu phố 2, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Về lĩnh vực hoạt động bao gồm các ngành nghề chủ lực như khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch nông thôn và đô thị, xử lý môi trường, tư vấn chuyển giao công nghệ, thi công xây dựng hạ tầng công nghiệp, dân dụng, thủy lợi và một số ngành nghề khác. Đặc biệt đối với lĩnh vực xử lý và cung cấp nước sạch, công ty là chủ đầu tư 6 nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch nông thôn và đô thị với tổng công suất thiết kế 50.000 mét khối một ngày đêm. Tại tỉnh Bến Tre có nhà máy nước An Hiệp, huyện Ba Tri, công suất 3.000 mét khối trên ngày đêm, cung cấp nước cho các xã An Hiệp và An Đức. Nhà máy nước Ba Lai, huyện Bình Đại, công suất 9.000 mét khối trên ngày đêm, cung cấp nước cho các xã Thới Thuận, Thừa Đức, Bình Thắng, Thạnh Trị, Thạnh Phước và Đại Quà Lộc. Nhà máy nước Kênh Lấp, huyện Ba Tri, công suất 9.000 mét khối một ngày đêm, cung cấp nước cho các xã Tân Thủy, An Thủy, An Hòa Tây và Bảo Thuận. Nhà máy nước Vĩnh Bình, huyện Trà Lách, công suất 5.000 mét khối trên ngày đêm, cung cấp nước cho các xã Phú Phụng, Sơn Định và Vĩnh Bình. Nhà máy nước khu nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành, công suất 9.000 mét khối một ngày đêm, cung cấp nước cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Giao Long thông qua công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre và cung cấp trực tiếp cho khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại. Tại tỉnh Kiên Giang có nhà máy nước Dòng Triền, công suất 5.000 mét khối trên ngày đêm, cung cấp nước cho các xã Thạnh Hòa, Thạnh Bình, Long Thạnh, Bàn Tân Định, Bàn Thạch và thị trấn Dòng Riền, huyện Dòng Riền, Tân Hiệp A, Tân Hiệp B, Thạnh Trị, Thạnh Đông, Thạnh Đông A, Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp. Song song đó, trong lĩnh vực môi trường, công ty đã thi công các công trình nhà máy nước xử lý nước thải khu công nghiệp An Hiệp, khu công nghiệp Giao Long. Ngày 7 tháng 9 năm 2022, công ty được cấp chứng nhận đầu tư nhà máy xử lý nước thải cụm công nghiệp Long Phước, công suất 15.000 mét khối trên ngày đêm, dự kiến khởi công xây dựng quý 2 năm 2023. Ngoài ra, công ty còn thi công thực hiện các công trình dân dụng công nghiệp tại các tỉnh, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với đội ngũ quản lý, thi công có trình độ cao và có tâm, chúng tôi cam kết sẽ tận tình phục vụ, đem đến sự hài lòng cho quý khách hàng một cách tốt nhất. Và tất cả vì sự phát triển bền vững, cho màu xanh, nước Việt.